Ủa trong bài tập là có bài đó không hay là chị tự sáng tác là chị tự... Có tạ thêm tạ nữa hả? Đây là gập bụng luôn. Vô bụng. Leo leo ngay cái chỗ này luôn hả? Đúng rồi. Cái này ra đúng không? Ủa có tạ thêm tạ nữa hả? Hai mươi cái mọi người ơi. Ủa trong bài tập là có bài đó không hay là chị tự sáng tác là chị tự người ta đi cái này mục đích ra để ra hết ra. Đúng rồi. Còn chị vô là chị chổng đầu lên chị gặp bụng luôn. Đúng rồi. Nhiều khi mình phải thay đổi đi cho nó có không khí tập, nó đỡ nhàm chán.